Máy giặt 11 cân kèm sấy khô luôn của nhà Panasonic, hàng dùng lướt bản 2021. Vâng, em Dân Đồng Nhật xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Đồng Nhật nhá. Nay bên shop em lại giới thiệu cho cả nhà mình mẫu máy giặt Pana hàng dùng lướt nhá. Phiên bản mua hàng đấu giá. Con này thì nó là máy 11 cân, có mã hiệu là Panasonic 800 800BL, công nghệ sấy hết băm, sấy điều hòa và công nghệ lấy nước giặt nước xả tự động nhá. Và điều chỉnh nước giặt nước xả tự động, bác có thể đổ vào đây, nước giặt vào đây, nước xả vào đây. Máy sẽ tự động nó hút theo định lượng ở trong lồng nhá các bác. Có thể là giặt nước nóng từ 15 đến 60 độ, màn hình LED LCD lớn nhá. Đầy đủ các tính năng giặt thường. Giặt thường thì các bác cho vào nó giặt xong nó vắt khô mình mang ra phơi ạ. Giặt sấy thì các bác thể mặc được luôn và sấy không. Tất cả các công nghệ như Ecolavi, máy inverter, chạy siêu êm, siêu bền nhá. Máy 11 cân, đây em đi vào phần nội thất bên trong các bác nhé. Hệ thống lồng ánh kim cương 3D nhân tạo 7 màu vẫn còn nhá. Hệ thống gioăng xanh LED luôn, bản lề vẫn còn không một chấm gì. Bác nào quan tâm tới mẫu máy giặt Nhật nội địa bản dùng lướt của nhà Panasonic thì có thể vào tham khảo qua mã này nhá. Panasonic 800BL thì bên em đang giao ra là 26.500, bảo hành 15 tháng, hỗ trợ lắp đặt trong vòng 100 cây. Bác nào quanh quanh khu vực Hà Nội thì có thể qua bên em xem hàng trực tiếp nhá. Em ở ngõ 87 Láng Hạ Hà Nội, em ở trong ngõ số nhà 68C, hàng Nhật nội địa. Em sẽ quay tất cả các chi tiết cho các bác nhá. Nếu bác nào kết thì có thể vào nhắn tin Zalo cho em nhá. Hai số em ghi ở đầu kênh ạ. Bác nào quan tâm tới mẫu này thì có thể nhắn cho em. Hai bên hông sườn rất đẹp, đằng sau đằng trước rất là chắc chắn. Nó là hàng đấu giá được em tuyển chọn nhờ các bạn du học sinh bên kia qua mua trực tiếp. Nên là bác nào quan tâm tới mẫu này thì có thể alo cho em ạ. Hàng Nhật nội địa, máy Panasonic, được máy thì zin nguyên bản, hỗ trợ lắp đặt trong khoảng 100 cây nhé. Bác nào quan tâm đến mẫu này thì alo cho em đây, Panasonic VX800BL. Con này nó sản xuất 2021 nhé. Đó, các bác có thể là xem trực tiếp tại địa chỉ là số 68C, có 87 Láng Hạ Hà Nội ạ. Các cái bản Pana dùng lướt này, các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhé. Không phải suy nghĩ nhiều vì tất cả là chất hàng mua đấu giá rồi. Ngoài ra thì bên em đã chụp một số hình ảnh riêng về máy cho các bác nhá. Bác nào kết mẫu này thì có thể alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0937445330 và 0944990883. Em ở ngõ 87 Láng Hạ Hà Nội, em ở trong ngõ số nhà 68C. Các bác nào ở gần thì qua xem trực tiếp ạ. Em xin chào cả nhà.